Nhìn đây Vân, cười cái ơi. Được rồi, em xin cảm ơn anh Minh Hải, anh Tấn Công và một tràng pháo tay này. Chúc mừng tất cả các chị có sinh nhật trong tháng 9
Thủy Dung cũng xin là cảm ơn các anh chị đã tham gia cùng Thủy Dung và tham gia tiết mục vừa rồi. Công sức để sáng tạo ra những cái món quà rất là dễ thương và ngày càng mới mẻ hơn trong cái sinh nhật rất là quen thuộc cho anh chị em nhân viên cũng như là quản lý của chúng ta. Thì cũng một lần nữa chia sẻ với các anh chị thì đây là những món quà này là cũng từ cái chi phí hoạt động của ban chấp hành chi đoàn và các bạn đoàn thanh niên, và chi phí này cũng là trong đó có sự góp sức của các anh chị em tham gia mua các sản phẩm. Thì một nữa là lưu ý với ban chấp hành chi đoàn, mỗi lần mà giới thiệu những cái sản phẩm mới á, mình tranh thủ làm sao mà mình có thể giới thiệu mà mình bán được á, để cho các anh chị đi tour tặng quà này kia cho khách gì đó, vừa là để tạo cái không khí mà vừa tăng thêm cái quỹ cho chi đoàn để mình tiếp tục mình có hoạt động trong những cái kỳ tới.